Chào các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn cách giải bất phức tính bậc 4 bằng máy tính vào túi. Đó, thì cách giải như thế nào? Thì chẳng hạn ta xét cái bất phương trình là ax 4 trừ 8 x lập cộng 12 x bình cộng 6 x trừ 13 nhỏ bằng 0. Thì đầu tiên là đổi máy tính bỏ túi FX880 BTG, thì các bạn đầu tiên bấm home này. Đấy. Rồi đây là di chuyển, đây là phương trình này, thống kê này, phân phối này. Đấy, đây cái này bắt đây phương trình. Rồi. Đây phép tính thông thường này. Đấy, có những mục bắt phương trình, vậy chúng ta dịch chuyển đến chỗ là phương trình. Đấy, phương trình này chỗ này. Ok. Đấy. Chúng ta chuyển phương trình. Đấy. Vậy là phương ở đây là bắt phương trình các bạn nha, ta chuyển lại. Hộp này đến chỗ bật phương trình, à bật phương trình để bậc 4 các bạn, đó cái nhỏ bằng 0 thì ta chuyển sang bật phương trình chữ dài dưới cùng này, đó bây giờ nhập này. nhập 3 bằng rồi tiếp tục nhập trừ 8 bằng 12 bằng rồi 6 bằng trừ 13 bằng rồi bấm đây, đây là nghiệm của bạn. Đây, nghiệm là như thế này, nghiệm ở đây là 0,9166 nhọn bằng cái sơ nhọn 1. Đó,